Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay thì có một ca sĩ lên tiếng cực gắt về nghệ sĩ ăn chặn từ thiện sau khi bà Phương Hằng bị bắt. Đồng thời anh cũng cà khịa một nghệ sĩ chụp hình cùng với một đại gia U60. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Khi được hỏi nghĩ sao về việc bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ làm từ thiện, thì ca sĩ Duy Mạnh có câu trả lời cực gắt gây xôn xao cho cộng đồng mạng. Mọi người rất là quan tâm về đề tài này. Gần đây thì câu chuyện của Hồ Hiền lộ ảnh thân mật với một đại gia U60 trở thành một đề tài bàn tán trong dương cư mạng. Tuy nhiên, tối ngày hôm qua thì nữ ca sĩ đã được bà Phương Hằng cứu một phen trông thấy khi thông tin nữ CEO bị tạm giam trở thành thông tin nóng mà đang chiếm trên cộng đồng mạng. Trước những ồn ào này, mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Duy Mạnh đăng tải ảnh của mình ghép với Hồ Hiền, thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả. Nam ca sĩ này bày tỏ bất lực khi đứng bên cạnh Hồ Hiền không phải là đại gia Hồ Nhân mà là gương mặt của mình. Kính thưa quý vị khán giả, những thông tin này hiện tại thì báo chí, tất cả cộng đồng mạng đăng tin. Không thể nào giấu tên như quý vị khán giả, Phương Quang xin chia sẻ lại đoạn này. Đây là những cái thông tin mà là báo chí đã đưa tin Hồ Hiền và Hồ Nhân. Họ không hề giấu giếm những thông tin và đồng thời kể cả hình ảnh. Anh Duy Mạnh anh viết như sau: bọn mày ác vừa thôi nhé, tao có làm gì nên tội đâu hả, mà sao bọn mày chơi trò độc ác với tao thế? Tao có biết quánh gon đâu mà bọn mày lại ghép nhìn như là cặp uyên ương thế kia, làm tao bị vợ tao cho ăn dép vô mặt. Tao đề nghị anh em cộng đồng mạng hãy tìm ra đứa nào ghép hình để giải oan cho tao và trả lại sự trong sạch cho người đàn ông không bao giờ biết ăn chơi, không bao giờ biết gái gú như tôi. Tâm thư Duy Mạnh. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là trong showbiz, ca sĩ Duy Mạnh là một trong những người rất là mạnh dạn và đồng thời đôi khi những phát ngôn lại gây trái chiều. Tuy nhiên có những bài viết của anh thì làm cho cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Sau khi chia sẻ bài viết này, rất nhiều khán giả vào tương tác. Và đáng chú ý là cộng đồng hỏi là cụ thể người này: chú Duy Mạnh ơi, về vụ cô Hằng thì anh em nghệ sĩ như thế nào? Duy Mạnh có câu trả lời xéo sắc, thậm chí còn gọi nghệ sĩ là bọn lương lẹo, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Hiện nay thì trong tình hình nóng giữa Hồ Hiền và đại gia U60 và đồng thời vụ của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, sau khi bài viết của ca sĩ Duy Mạnh thì cộng đồng mạng mọi người vô cùng thích và đồng thời chia sẻ mạnh. Cụ thể anh Mạnh viết về ca sĩ như sau: cái bọn nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện là cái bọn lương lẹo, đôi khi người tử tế không thể vạch mặt chúng nó ra được, nên cần phải có độc trị độc. Độc trị độc xong rồi thì nên dừng lại là đúng lúc, những lại cứ độc mồm độc miệng mãi thì háo thắng quá. Lại được bọn cộng đồng mạng nhiều đứa tung hô, cứ nghĩ mình là mẹ thiên hạ và coi thường pháp luật, sớm muộn gì thì cũng bế đi thôi, chúng nói từ năm ngoái rồi. Đó là Duy Mạnh đã chia sẻ. Trước đây thì bài báo của trên cộng đồng mạng, quý vị khán giả thấy là cũng đăng thông tin về ca sĩ Duy Mạnh đã viết và khịa những người mà ca sĩ ăn chặn từ thiện, thì cộng đồng mạng cũng quan tâm. Và anh cũng từng nhắc nhở cà khịa tới đây hoặc là lấy độc trị độc, nói về bà Phương Hằng bóc phốt như thế là đã được rồi, độc miệng độc mồm mãi, cho nên vì sự hảo thắng của mình cho nên là cuối cùng thì vướng vào phải pháp luật. Sau khi bình luận của tất cả những người đã bình luận về phát ngôn của Duy Mạnh thì nhiều người rất là thích thú thả tim. Người này cũng bày tỏ sự đồng tình trước pháp luật cũng như là phát ngôn của Duy Mạnh. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi là theo quan điểm của nhiều người, nếu như doanh nhân Nguyễn Phương Hằng mà không bóc phốt thì sự việc này không có
ăn chặn tiền từ thiện hay là về vấn đề mà quyên góp tiền từ thiện là không rõ ràng, cũng như là ngâm tiền từ thiện mấy tháng trời. Thì bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng đồng tình với bà Phương Hằng và nói dừng lại ở đó là được rồi, còn cái này độc miệng, độc mồm đã đi quá xa, cho nên tới bây giờ danh nhân Nguyễn Phương Hằng bị dính vào pháp luật. Trước đó thì anh Duy Mạnh cũng nhiều lần có phát ngôn gây tranh cãi về việc nghệ sĩ làm từ thiện và nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Trước đây thì anh viết như sau: tất cả những đứa nghệ sĩ hô hào quyên góp được số tiền vài chục tỷ đồng từ thiện của thiên hạ số tiền quá 500 triệu sẽ bị rồi live stream trực tiếp cho khán giả xem, giống như là live stream lúc đi làm từ thiện. Làm được như thế mọi người sẽ rất nể và có phần nào tin tưởng. Nếu không dám thề thì biết rồi đấy. Đó là ca sĩ Duy Mạnh viết về những người nghệ sĩ việc quyên góp từ thiện. Và chúng ta được biết nghệ sĩ Duy Mạnh là cũng một trong những người mà rất là thẳng thắn và chia sẻ. Trước đây thì anh cũng đã từng một lần bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn tục tiểu trên mạng xã hội. Kính thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng không thể tránh khỏi những lúc phút sai lầm. Tuy nhiên biết dừng lại ở điểm nào. Và nhiều người hỏi nếu như mà bà Phương Hằng bị bắt thì những người thân cận bà như thế nào? Hôm nay thì trợ lý thân cận của bà Nguyễn Phương Hằng cũng tuyên bố thẳng sau khi nữ đại gia bị tạm giam 3 tháng. Sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, trợ lý thân cận với nữ đại gia chia sẻ đầu tiên. Trên trang cá nhân, người này nhắn nhủ cộng đồng nên bình tĩnh, thượng tôn pháp luật. Cô viết, chúng ta hãy bình tĩnh mọi người ơi, không nên vì quá khích, vì một vài lời kích động mà nói không hay, hay dễ mắc sai lầm. Hãy thượng tôn pháp luật, đừng dễ dàng bị dẫn dắt và kích tướng nha, bình tĩnh. Được biết cô trợ lý này là một trong những thành viên trong ekip của bà Hằng, thường sau đứng sau chuẩn bị hỗ trợ cho đại gia mỗi lần lên sóng live stream. Trong khi đó, dân cư mạng lại cho rằng việc bà Phương Hằng bị tố bắt tạm giam là kết quả sớm hay muộn thôi. Nhiều người cho rằng bà Phương Hằng phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết dù không rõ thông tin vợ chồng của ông Dũng chia sẻ đúng hay là sai, nhưng cách nói, những việc làm của bà chỉ thấy là cho cộng đồng mạng cảm thấy là phản cảm và khó chịu. Suốt một thời gian dài thì bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần lợi dụng sức ảnh hưởng của mình dùng mạng xã hội để tổ chức những buổi live stream phát trực tiếp, đưa thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác. Những lần live stream của nữ doanh nhân có những ngôn từ xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. Không chỉ vậy, trong quá trình điều tra, bà Phương Hằng còn tỏ ra thái độ không có hợp tác, coi thường pháp luật. Sao Đại Nam không ít lần tổ chức tập tụ đông người tại nhà riêng. Những đối tượng có mâu thuẫn với mình có những ngôn từ mà gây chấn động. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi bà Phương Hằng bị bắt thì phóng viên cũng đã tới cửa Đại Nam và chia sẻ những thông tin ban đầu là ở Đại Nam những chiếc xe mà hàng chục tỷ đồng của bà Hằng vẫn nằm im đâu đó, và những người ở trong Đại Nam cũng rất là im điềm và cũng không có khách, thực sự là vắng vẻ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì cộng đồng mạng những người mà từng ủng hộ bà Hằng thì có lẽ là bây giờ cũng hiểu rõ vấn đề. Và mới đây thì sau khi bà Hằng đã bị bắt liên quan tới tỉnh thất Bồng Lai, có những thông tin ở nơi đó có những cái ăn mừng chiến thắng là có mang về nút bạc, đó là Nhị Nguyên còn ở tại tỉnh thất Bồng Lai. Sau khi những người trong tỉnh thất Bồng Lai, công an cũng đã vào cuộc điều tra và ba người cũng bị khởi tố bắt tạm giam. Hiện tại thì cộng đồng mạng bảo là những người trong thiền am bên bồ vũ trụ đi trước thì bà Phương Hằng lần bước đi sau. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là cái sự háo thắng của bà Hằng tới ngày hôm nay, không biết bà có cảnh tỉnh hay không, đã 4 lần cơ quan chức năng đã vào cuộc mời bà Phương Hằng lên làm việc và có những lần gây phát ngôn gây sốc và cũng đã bị phạt và cảnh báo, nhưng bà Phương Hằng vẫn không nghe và tiếp tục coi thường pháp luật và lên mời rất nhiều người live stream cùng với bà trên lên sóng. Và qua nhiều lần như vậy, trong mỗi buổi live stream của mình thì bà Phương Hằng cũng dùng những lời lẽ tục tiểu
nhục mạ cũng như là xúc phạm danh dự tới những người khác. Ngày hôm nay thì sau khi bà Phương Hằng bị bắt thì những người trong cuộc, 6 người đã tố cáo bà Phương Hằng có những chia sẻ. Đầu tiên họ cà khịa và hầu như là họ ăn mừng, và họ cũng đã là một vài lần chia sẻ trên cộng đồng mạng. Và riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như là Vũ Hà thì cũng có những chia sẻ là hát bài Đất nước trọn niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi người trong cuộc họ có những cái mâu thuẫn bất đồng mà mang lên xã hội, làm cho cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua cũng như là gây rối trật tự trong suốt thời gian dài. Chính vì vậy, điều này sự cảnh tỉnh của cơ quan chức năng, nhưng bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng không hề để ý và cũng không có tôn trọng pháp luật. Cho tới ngày hôm nay thì hậu quả không lường là danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã vào tạm giam. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ sự háo thắng không dừng, và con người như danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì khó có ai mà can thiệp khuyên nhủ được. Khi bà đã nói thì bà làm, và hậu quả của bà tới ngày hôm nay thì chính bản thân bà đã gánh hậu quả cho chính bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Mong tất cả mọi người nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.